Thưa quý vị, vào sáng ngày 6 tháng 6, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Đà Nẵng truy xét nhóm người có liên quan đến một vụ cướp tiệm vàng táo tợn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6, tại tiệm vàng ở địa chỉ 603 đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, xuất hiện một nhóm thanh niên xông vào tiệm, dùng đá đập vỡ các tủ kính, vơ số đồ trang sức để trên các khay rồi bỏ chạy. Lúc này, những người trong gia đình tiệm vàng đang ở phía nhà trong, phát hiện nên chạy ra tri hô và người dân trong khu vực đã truy đuổi theo nhóm thanh niên. Theo thống kê ban đầu, tiệm vàng mất khoảng 10 đôi bông tai bằng vàng tây. Trong số người truy đuổi có một tổ trưởng dân phố bị tai nạn gãy chân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Được biết đây là tiệm vàng lâu đời tại quận Ngũ Hành Sơn, nằm ở vị trí đầu cầu Biển hướng về Quảng Nam. Đây là vị trí vùng giáp ranh hai địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng, tuyến đường này đông người qua lại. Tuy nhiên, nhóm gây án vẫn hành động táo tợn và liều lĩnh. Đến sáng 6 tháng 6, Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an thành phố Đà Nẵng bắt được 2 nghi can. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.